Đấy, hôm nay em có nhận một khách hàng đến bảo hành một cây iPhone X Max. Tình trạng là bị vào camera trước bị treo đơ của anh Trần Đạt. Máy X Max đen 64GB. Email là 244-2136. Tình trạng là vào camera trước đấy, nó bị treo, và không chụp được, không chụp ảnh được, không quay video được. Để kiểm tra tình trạng máy. Máy ghi khách hàng dùng rất gì, không bị móp méo gì. Tem còn nguyên ạ. Những cây này mà bị lỗi thì bên sẽ một đổi một trong một năm các bạn nhé. Bảo hành một đổi một luôn nhé. Đó, máy rất rất đẹp. Đó, cam bị treo. Ok. Đấy thì tất cả các máy bên em thì lỗi một đổi một trong vòng một năm, miễn là anh em dùng gìn giữ, máy không cấn móp xước sát, không có dấu hiệu rơi vỡ hay là rơi vào nước là ok. Thì đây là một trường hợp thực tế khi mà khách sử dụng lỗi bị treo camera thì sẽ được đổi sang một con máy mới luôn. Và tất cả lỗi khác ví dụ như là loa, mic này, nguồn, màn hình, nếu lỗi mà không làm rơi vỡ tác động bên ngoài thì đều được đổi máy sang một con máy khác hết anh em nhé. Nhiều bên thì khi mà anh em đi mua hàng, anh em không để ý đến chính sách bảo hành ấy, thì người ta sẽ chỉ bảo hành đổi cho anh em trong vòng 7 ngày hoặc 15 ngày hoặc 30 ngày đầu thôi. Còn sau cái ngày đấy thì sẽ sửa chữa và thay thế linh kiện. Ví dụ như con này mà bị hỏng cam thì có thể là sẽ thay một cái cam mới. Còn bên em là một đổi một, có nghĩa là tất cả các lỗi, kể cả anh em dùng đến tháng thứ 11 gần hết bảo hành rồi, thì 364 ngày mà chẳng may lỗi thì bọn em vẫn đổi mới cho anh em, chứ không phải là thay thế linh kiện gì cả. Còn anh em cứ dùng gìn giữ như này là ok thôi. Quá trình kiểm tra đúng lỗi này, mở ra không có dấu hiệu rơi vào nước các thứ là bọn em sẽ đổi mới luôn. Anh em không mất thời gian chờ đợi nhá, và được cầm một con máy mới về sử dụng. Thế nhá.